Dạ, bước qua đây bà biểu coi. Giỏi. Rồi bà hỏi này nha. Nhớ bữa đó bà giận con không? Xong rồi cái con đem con cho bà tờ 500 ngàn, với bà hết giận á là cho thiệt đúng không? Ừ, mà bà hỏi cái sao bữa đó tự nhiên cho thì cho, bà giận á thì cho 500, còn cho ba tiền mua thuốc cho có 200 vậy? À là giận cho nên là mới cho tiền nhiều hơn đúng không? Ủa sao không phải? Đúng mà. Trời ơi, hết tiền lẻ hả? Ủa nay đại gia dữ ta, đâu hả? Vậy là mốt hết tiền lẻ là cho 500 đúng không? Ừ, giỏi, ok.